Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hữu Phúc. Chúc anh em có ngày làm việc thật là thành công nha. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em biết máy nữa nha. Quy định mua máy với mình thì anh em cặp trước cho mình cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên triệu thì anh em mua làm cặp 100.000 Viettel nha. Nhớ cho mình họ tên địa chỉ cùng với mã số thẻ cào. Mình chỉ nhận cặp Viettel. Tiền cặp thì anh em cứ trừ tiền vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha. Rồi, số điện thoại đặt máy thì 0355 356 356 như trong cái bảng nha anh em. Rồi, con máy đầu tiên hôm nay là con Coolpad Sky 3 nha anh em. Con này là Sky 3 Pro luôn á, RAM 3GB lận. Con này RAM 3 nha anh em. Màn hình 5.5 inch nha. RAM 3 của nhóm 16. Pin con này là 2.5 ha. Vỏ thì có xuất sắc thế 5 tháng này anh em. Sườn xuất sắc nha, vỏ này. Kính đẹp nha anh em. Này. Kính là không có lông mèo đâu nha, lông chuột vài cọng nhỏ nhỏ thôi. Rất đẹp. Con này RAM 3GB anh em. Cho anh em coi cấu hình này nha. Sky 3 nó có hai loại, Sky 3 Pro và Sky 3 thường. RAM 3GB nè. Đó. RAM 3 16 ha, anh em mua trúng con này thì xài rất là ok. Đó, mọi chức năng ok hết ha. Nhảy vô camera cho anh em xem. Đó, rất là rõ nha anh em. Hôm nay để em giá 950 nha, 950k kèm sạc, giá cực lực cho anh em luôn. Hôm thứ hai trong clip là con Samsung Grand Max anh em, bản hàng. Đó, máy đẹp tầm 98. Sườn kính rất là đẹp anh em. Lắp xe can xe ben luôn. Con này bộ nhớ 16GB, RAM 1.5 GB, màn hình 5.5 inch nha, pin thì 2.5 máy. Màn hình rất sáng nét nha. Con này dạng màn AMOLED á, nên rất là nét, chức năng ok. Grand Max. Con này đến em giá 1.1 triệu nha, 1.1 triệu kèm sạc, giá cơ lực cho anh em luôn. iPhone 5S 16GB Gold, 5S Gold 16GB, đẹp keng sạc ben luôn. Vỏ này thay mới rồi anh em, dạng vỏ ring luôn. Đó, mọi chức năng ok hết. 16GB quốc tế, máy keng sạc ben luôn, còn một cây. Đó, kính này, anh em coi kính đó này. Đó, không có vết xước luôn nha. Nói chung là như máy mới 5S. Anh em nào thích máy nhỏ gọn thì ok nha. Đó. Đây là tài khoản của mình, khó ra thôi anh em. Đó, không có tài khoản hết ha. Rồi, mọi chức năng ok. iPhone 5S, để anh em giá 1.350. 1.350 giá cường lực kèm sạc cho anh em nha. Ribeiro. Con này thay màn rồi nha anh em. Màn thay. Vỏ keng sạc ben luôn. Đó, như máy mới luôn nè. Rất đẹp. Mặt sau này anh em thấy không? Không có xước sát hết ha. Này miếng keo leo thôi. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch. Pin thì 3.6 nha anh em. Pin 3.6, Ribeiro, kính đẹp keng sạc ben luôn. Còn pin không? Ribeiro nha. RAM 3 32. Chức năng ok, giá 1.750. 1.750 kèm sạc, giá cơ lực cho anh em đầy đủ. Samsung A600. Kính không vết xước luôn. Đó, soi gương luôn, keng sạc ben. Màn ring, vỏ ring. Đẹp này. Đánh giá đẹp tầm 97 98 của tôi nha. Sườn ok luôn, đẹp luôn em. Auto đẹp luôn. Màn hình con này 5.6, RAM 3 32, pin 3000. Đó, kính không có vết xước luôn. Máy thì hiển thị nên sắc nét đẹp, mọi chức năng ok, không hề có trục trặc gì hết nha anh em. Bản hàng ha, con này sạc sim. Đó, ok luôn anh em. Ryzen A600 A6 nha, giá 1.850.
Ruminami. Vỏ đánh giá có xuất sắc nhẹ. Kính đây có xuất sắc nhẹ này. Mọi chức năng ok, đẹp tầm 96/97. Màn hình 5.5 à 6.5, RAM 332, pin 5000. Đó, kính thì đã giá cơ lực cho anh em rồi, kẹp sạc đó là ok nha anh em. Máy không có một cái gì trục trặc hết á. Ngay đây phản quang này dính một đốm nhẹ. Nhẹ phản quang ở đây, một góc nhẹ. Rồi. Thánh soi thánh tí. Mọi chức năng ok hết. Realme 5i. Con này để anh em giá 2.500.000 nha. 2050. Kèo sạc với giá cơ lực cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo là một em A6 cộng màu xanh. Nghe ra có tóc sơn nhẹ nhẹ. Còn vỏ đẹp anh em. Sườn cắn cắn này. Trời trời góc góc. Máy thì như clip mình quay nha. Con này màn hình 6 inch. RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3.500. Samsung A6 cộng anh em. Kính này đẹp nha, kính không có trời rồi nè. Đó, máy rất là sắc nét. Mọi chức năng ok hết nha. Cam đồ chụp hình ok. A6 cộng để anh em giá 2.200.000 nha. Con này giá 2.200.000. Kèm sạc với giá ngược lực cho anh em luôn. Tiếp đến là một em A8. Samsung A8 2018. Con này là vỏ sao đẹp này. Sườn đẹp này. Đó, sườn nét nha anh em. Kính đẹp keng luôn. Kính dạng soi gương luôn anh em. Camera thì quá đẹp rồi. Samsung A8 nha anh em. Wi-Fi cực mạnh. Con này màn hình 5.6, RAM 432, pin 3000. Nói chung là ngoại hình là ok anh em, đẹp. A8. Đây anh em giá 2.600.000 nha. 2.600.000, dán cường lực cho anh em và kèm sạc. Cặp trước 100.000 Viettel gửi nha anh em. Tiếp theo là một em Samsung A750 bản hàng. A750, máy đẹp tầm 98/99 luôn. Keng luôn. Kính này không vật xước này nè. Không hề có vật xước nào luôn nha. A750. Màn hình 6 inch, RAM 464, pin 3.300. Chức năng ok nha anh em. A750. A728 đó nè. RAM 4 bộ nhớ 64. Nói chung là cấu hình con này là 84. Giá 2.750 nha anh em, 2.750 kèm sạc giá cực lực cho anh em đầy đủ. Tiếp theo là em Vivo Y30. Con này đẹp. Máy riêng đẹp. Ốp lưng cho anh em luôn. Lưng gần như không có xuất sắc gì mấy. Sườn đẹp này nè. Mẫu này mới ra nên em yên tâm ha. Y30. RAM 4 bộ nhớ 128 nha anh em. Màn hình này 6.47, pin 5000. Màn này còn miếng guarantee ring luôn, chưa lột luôn. Bao anh em không có vết xước luôn. Đó, máy đời mới. Con này xài thì yên tâm. Camera cực nét. Đó anh em. Rất nét nha, camera trước và làm sau. Wi-Fi thì rất mạnh nha. Đó, máy rất đẹp luôn. Y30, con này để anh em giá 3.100.000 nha. 3.100.000 kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ. Tiếp theo là Vivo S1. Tiếp tục một em nữa. Máy đẹp tầm 98. Lưng sau này, lưng sau bằng dạng kính nha. Camera một chùm luôn anh em, rất nét. Con này RAM 6 bộ nhớ 128 nha.
Vivo S1 màn hình 6.38, pin thì 4.500. Đó, viền sườn nói chung là đẹp tầm 97 con này. Kính thì không có vết xước luôn. Lông chuột cực nhẹ luôn, không có vết xước luôn em, đó, rất nét nha. Vivo S1 màn hình anh em coi đi. Anh nét mà nó là kinh khủng khiếp. Đó. Máy quá đẹp luôn, màn hình hiển thị sắc nét. Màn hình 6.38, RAM 6, bộ nhớ RAM 28, Vivo S1. Con này để anh em giá 31. S1 3.50.000. 3050. 3.50.000 nha anh em. Máy keng xà beng luôn anh em. Rồi, con này cũng đã kết thúc clip ngày hôm nay. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình. Chào anh em.